Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin sắc màu kinh tế của Đài Phát thanh Truyền hình và Báo Bình Phước. Những thông tin về tình hình xuất nhập khẩu sẽ mở đầu bản tin trưa nay. Thưa quý vị, người tiêu dùng Nhật Bản đang có xu hướng chuyển dần sang tiêu thụ hạt điều từ Việt Nam. Trong 5 tháng đầu năm nay, kim ngạch xuất khẩu hạt điều của nước ta sang thị trường này đã tăng 4,5% so với cùng kỳ. Năm 2020, Việt Nam xuất khẩu sang Nhật Bản 6.517 tấn hạt điều trị giá 42,5 triệu đô la Mỹ. Việc Nhật Bản tăng nhập khẩu các sản phẩm hạt điều của Việt Nam sẽ đem lại cơ hội lớn cho các doanh nghiệp xuất khẩu nông sản trong nước. Tuy nhiên, người dân trồng điều và các doanh nghiệp chế biến hạt điều phải đặc biệt quan tâm đến chất lượng của sản phẩm đáp ứng nhu cầu của thị trường khó tính như Nhật Bản. Còn theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam, tính đến giữa tháng 7, tình hình sản xuất và xuất khẩu thủy sản vẫn đang trên đà tăng trưởng tốt. Tuy nhiên, từ nửa cuối tháng 7, khi áp dụng giãn cách xã hội, tình hình sản xuất nguyên liệu và chế biến thủy sản chững lại rõ rệt. Sản xuất sụt giảm trong hơn một tháng qua chắc chắn sẽ dẫn đến kim ngạch xuất khẩu tháng 8 giảm mạnh so với những tháng trước và giảm so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, ngành hàng cá tra bị tổn thất mạnh nhất vì hơn nửa số nhà máy cá tra bị ngừng hoạt động trong thời gian qua. Cũng chịu tác động của dịch bệnh, ngành dệt may hiện đang đối mặt với những khó khăn chưa từng có và dự báo khó có thể đạt con số xuất khẩu năm nay như dự kiến là 39 tỷ đô la Mỹ. Đầu năm nay, nhiều doanh nghiệp ngành dệt may đã nhận được đơn hàng tăng trưởng liên tục sau thời gian dài trải qua khó khăn năm 2020. Tuy nhiên, dịch COVID-19 bùng phát mạnh trở lại khiến nhiều địa phương phải thực hiện giãn cách, doanh nghiệp dừng sản xuất, gây ra ảnh hưởng liên hoàn từ giao hàng trễ, khách hàng không tiếp tục đặt hàng các tháng 11-12 cho năng lực sản xuất còn dư, nhất là xem xét việc đặt hàng năm 2022. Điều này dẫn đến có thêm rủi ro, dù dịch bệnh có thể đã lui nhưng đơn hàng không có nên người lao động tiếp tục phải nghỉ, nguy cơ khách hàng chọn nguồn cung cấp khác ít nhất trong một mùa là rất cao. Thưa quý vị, lượng đường nhập khẩu vào Việt Nam chỉ trong 6 tháng đầu năăm nay đã lên đến 781.334 tấn. Con số này còn lớn hơn cả tổng lượng đường nhập khẩu trong năm ngoái khoảng gần 100.000 tấn. Đáng chú ý, đường nhập khẩu có xuất xứ từ Thái Lan trong 6 tháng đầu năm đã giảm xuống còn khoảng 33,64%, trong khi đó lượng đường nhập khẩu có xuất xứ từ các nước khác gồm Indonesia, Malaysia, Myanmar, Lào, Campuchia lại tăng mạnh chiếm 51,09%. Hiệp hội Mía đường Việt Nam đã báo cáo Bộ Công Thương tình hình nhập khẩu đường có dấu hiệu bất thường, đồng thời thu thập thông tin số liệu, chuẩn bị hồ sơ để kiến nghị điều tra áp dụng biện pháp chống lẩn tránh phòng vệ thương mại đối với mặt hàng đường nhập khẩu. Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa ban hành thông tư hướng dẫn nội dung đầu tư, hỗ trợ đầu tư thực hiện nhiệm vụ phát triển sản xuất giống theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Theo thông tư, ngân sách nhà nước đầu tư cho các hoạt động gồm nhập nội, mua bản quyền giống mới, bình tuyển cây đầu dòng, cây trội, chăm sóc vườn cây đầu dòng, rừng giống, vườn giống, nhập nội, hoàn thiện quy trình công nghệ sản xuất giống, đào tạo, tập huấn quy trình công nghệ sản xuất giống và quản lý chất lượng giống. Về hỗ trợ đầu tư sản xuất giống các cấp, ngân sách nhà nước hỗ trợ đầu tư cho các đơn vị tổ chức cá nhân sản xuất giống các cấp theo từng ngành cụ thể như trồng trọt, lâm nghiệp, chăn nuôi, thủy sản. Theo báo cáo triển vọng nông nghiệp 2021-2030 của Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp của Liên Hợp Quốc và Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế, trên thị trường toàn cầu trái bơ được dự báo sẽ được xuất khẩu nhiều nhất trong 10 năm tới. Bơ được dự báo là trái cây được xuất khẩu nhiều nhất vào năm 2030, đạt 30,9 triệu tấn, vượt qua dứa và xoài. Tại Việt Nam, bơ được trồng tại nhiều địa phương với nhiều giống bơ ngon, chủ yếu là ở khu vực Tây Nguyên và khu vực miền núi phía Bắc. Các địa phương và các bộ ngành đang đẩy mạnh quảng bá và xúc tiến thương mại, góp phần nâng cao giá trị xuất khẩu cho quả bơ Việt Nam. Đặc sản nhãn lồng Hưng Yên bước vào vụ thu hoạch và để tháo gỡ những khó khăn thì Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội và Hội Liên hiệp Phụ nữ Hưng Yên phối hợp cùng hệ thống siêu thị PRG tổ chức chương trình hỗ trợ tiêu thụ nhãn lồng Hưng Yên từ ngày 20 tháng 8 đến ngày 29 tháng 8. Sản phẩm nhãn lồng bán tại PRG Mart được hái tận vườn có chứng nhận Việt Gáp, đủ tiêu chuẩn xuất khẩu được đóng trong túi lưới 2kg hoặc 5kg một hộp giấy làm quà tặng. Trên hộp có mã vạch truy xuất nguồn gốc với mức giá chỉ 25.000 đồng. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin sắc màu kinh tế của Đài Phát thanh Truyền hình và Báo Bình Phước. Xin kính chào, tạm biệt. Thank you.